Phát biểu hội nghị trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến trao đổi, thảo luận, đề cập tới những vấn đề phát sinh từ thực tiễn và sự chủ động vào cuộc của Mặt trận từ Trung ương tới địa phương khi triển khai các văn bản liên quan tới công tác bầu cử. Đồng chí đề nghị hệ thống mặt trận từ Trung ương tới địa phương cần nghiên cứu luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân để triển khai công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp tới từng địa bàn khu dân cư. Việc tham gia công tác bầu cử là nhiệm vụ trọng tâm số 1 của hệ thống mặt trận từ Trung ương đến địa phương. Vì vậy, nhiệm vụ của mặt trận các cấp là vừa tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, vừa phải thực hiện kiểm tra giám sát.